bạn bị 3 tuổi vô nhập viện bị đau cả 7 ngày. Thì cách nhập viện 10 ngày bệnh nhân cảm thấy là đau bị đau liên tục, vùng hạ vị không lan. Đau thì bệnh nhân nói là đau nhiều hơn. Trong những ngày đó thì bệnh nhân đi tại khu tỉnh chữa lắc rồi đã lâu không biết điện được. Ngoài ra thì dạo gần đây bệnh nhân bị rối loạn nói bị trọng lên khoảng 3 tuần. Rồi em khám thì có một cái cũng mềm nhưng mà ở khoảng bụng dưới. Bệnh nhân có sụt cân có gì không? Dạ bệnh nhân có chán ăn nhưng mà sụt ít thì cũng không để em. Thì khám bụng thì ở dưới nó cũng bị là cứng. Toàn trạng thì sao? Toàn trạng suy kiệt ha, có phù không? Dạ không. Thiếu máu không? Dạ niêm phong. HCT nhiều phần trăm? Dạ là 14. Dạ HCT là 39. Ờ, khám có gì? Khám thì bụng có một cái khối cứng ở bụng. Dạ khoảng từ rốt cho xuống thì có một khối cứng rất là lớn. Ừ. Khám đầu khám thử xem em. Dạ. Có đầu. Dạ khoảng ở đây trở về xuống dưới vùng trước dưới xương mu thì nó có khối rất là lớn. Bụng dưới còn bụng dưới có cái khối. Dạ. Nha. Yeah. Kích thước bao nhiêu? Dạ kích thước thì trên 6 lâm sàng bao nhiêu, chắc cũng 20 cm đường kính. Dạ, đấy khoảng 20 cm. Đúng chưa? Rồi bề mặt thì sao? Dạ bề mặt thì trơn lá đúng không? Dạ. Giới hạn rõ không? Dạ giới hạn không có rõ. Rõ sao không rõ? Mật độ gì như thế nào? Dạ thứ hai là chắc. Căng hay là chắc? Dạ căng. Căng đó chứ. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Di động rất dễ dàng. Dạ. Nha. Rồi gì nữa? Có lách được cái ngón tay giữa nó với bờ trên xương mu không? Ừ. Chẳng đoán là gì? Dạ này em nghĩ bệnh nhân lớn tuổi mà có khô lớn thì em nghĩ là cái buồn tử. Chừng cái cầu bằng quang đó chứ. Nhá thầy nghĩ có một cái bằng quang khổng lồ, một cái cầu bằng quang khổng lồ nhân điện biến biểu mãn tính đấy. Nghe cách đây hơn tháng là trong phòng cũng gặp ca rồi, nghe chẩn đoán tắc ruột, thầy cũng chẩn không ra luôn, tại vì bệnh nhân đi tiểu bình thường, bệnh nhân đi tiểu thì sao, lắc nhắc. Dạ, điểm gắt, dạ là tiểu khó. Đấy, như thế gần trai này dễ chẩn đoán hơn, còn ca và trên kia là qua toàn đi tiểu bình thường, mà người nhà nó đi tiểu rất nhiều, ngày đi lít mấy, nha, rồi chẩn đoán tưởng là chẩn đoán là tắc ruột, nghe mà trên CT thấy cái bàng quang to quá, đặt cái thông tiểu ra 4.5 lít nước. Trường hợp này coi chừng cái cầu bằng quang đấy nha, tại vì nó có một cái hình dạng của cái cầu bằng quang, một khối rất là cân xứng nha. Thứ hai nữa là mật độ nó căng mềm mềm, nó không phải là một cái u đặc nha, cho nên một là u nang buồng trứng, hai là cần cái cầu bằng quang. Trên có xét nghiệm xe 25 tăng cao những người bình thường là bao nhiêu? Cũng không có tăng nhiều lắm. Rồi trên CT có kết quả gì? Dạ, CT thì có một khối echo ở vùng hạ vị. Ừ. Nằm ở sau ngoài khúc mạc, kích thước là 17. Nằm sau khúc mạc hả? Dạ, sau ngoài khúc mạc. Rồi. Ừ. Thì đậm độ đậm nhất. Còn có mô mềm vô dịch, có vỏ bao cuốn cạnh cục chúng ta. Ừ. Có một tư phản. Có thấy cái bàng quang không? Dạ, không. Không. Rồi thì một trong hai chẩn đoán đấy, chút nữa chúng ta lấy cái phim ra xem. Rồi thôi được là 7 điểm.